bên hỏi bà con biết hết rồi đúng không? Bên hỏi thì chợ nào cũng có, chợ nào cũng bán, nơi nào cũng bán. Nhưng mà nó rất tốt như vậy đó, ăn bình thường không sao cả. Nhưng mà có những người thế này không nên ăn, vui lòng đừng ăn bánh hỏi nha bà con, bởi vì nó ảnh hưởng xấu cho sức khỏe của mình. Đó là những người thừa cân, cao huyết áp, bệnh mỡ máu. Nếu chỉ ăn thì chỉ nên ăn 2 lần trên 1 tháng, mà không ăn cùng với rau sống, thường là bánh hỏi ăn cùng với heo quay hay là lòng heo. Nhưng ăn với chả nem cũng vẫn được, không sao. Người ta cứ hỏi bánh hỏi thịt nướng, nhưng tuyệt đối ta không ăn đồ nướng. Đồ nướng dễ ung thư, nó có thể gây tử vong. Để trong bọc ni lông, trên ngăn mát, tủ lạnh thì để được 2 ngày. Nhưng nhớ nha bà con, thừa cân, cao huyết áp, mỡ máu, các bệnh này bà con nên nhớ không ăn ha. Xin chào bà con, chúc bà con ta vui, trẻ, khỏe đẹp khi ăn bánh hỏi. Những người không ăn bánh hỏi đó là những người thừa cân, cao huyết áp, mỡ máu. Nếu ăn thì chỉ nên ăn 2 lần trên 1 tháng, ăn cùng với rau sống. Ăn cùng với rau sống, thường là bánh hỏi người ta ăn cùng với heo quay hay lòng heo. Nhưng ăn với chả nem vẫn tốt. Còn bánh hỏi mà thịt nướng thì không tốt, bởi vì tuyệt đối chúng ta không ăn đồ nướng. Đồ nướng là bà con biết rồi, nó gây ung thư, có thể gây đến tử vong đó nha bà con. Cho nên như vậy là không tốt. Chúng ta ăn thì chúng ta để tủ lạnh được 2 ngày. Mà những người, nhớ bà con không ăn cho những người thừa cân nữa nè, cao huyết áp, mỡ máu, các bệnh này bà con nhớ để tốt và tốt cho sức khỏe của mình. Chúc bà con ta vui, trẻ, khỏe, đẹp. Nào nào, xin chào.